Cái gì thế này hả Brazil? Đội bóng có 5 chức vô địch World Cup, là xứ sở của những huyền thoại, là nơi sản sinh ra thứ bóng đá hoang dã thống trị, lại lâm vào đường cùng như hiện tại là sao cơ chứ? Hẳn nhiên, đó là những gì mà hàng triệu người hâm mộ đội tuyển xứ Samba phải bất giác mà thốt lên, đặc biệt là sau thất bại đầy bất ngờ với tỷ số 1-0 trước Paraguay. Đây không phải là lần đầu tiên Brazil gặp khó khăn trong chiến dịch vòng loại World Cup 2026, nhưng trận thua vừa qua đã nhấn mạnh thêm về những bất ổn đáng báo động trong lòng Seleção. Khi mà đội bóng chỉ mới 20 năm trước bá chủ thế giới, giờ thì lại đang loay hoay trước những đối thủ dưới cờ. Người ta phải đặt ra câu hỏi điều gì đang xảy ra với Brazil và liệu họ có thể kịp thời khắc phục trước khi quá muộn. Trận đấu với Paraguay tại Asunción được kỳ vọng là cơ hội để Brazil khẳng định lại sức mạnh sau chuỗi phong độ không mấy ấn tượng. Thế nhưng thực tế trên sân thì lại khiến cho người hâm mộ càng thêm lo âu. Trong khi Paraguay vốn được coi là đối thủ yếu hơn, lại chơi đầy quyết tâm và kỷ luật, thì đội bóng của huấn luyện viên Dorival Junior lại tỏ ra thiếu gắn kết và lúng túng. Diego Gomez, ngôi sao trẻ của Inter Miami, đã có pha lập công đầy ngoạn mục ở phút 20, giúp Paraguay vươn lên dẫn trước. Cú sút của Gomez từ rìa vòng cấm đập vào cột dọc và khiến thủ thành Alisson Becker hoàn toàn bất lực. Đây là bàn thắng đầu tiên của Paraguay trước Brazil sau hơn 15 năm và là lần đầu tiên họ giành chiến thắng trước Seleção kể từ năm 2008. Dù kiểm soát bóng vượt trội trong phần lớn thời gian thi đấu, Brazil vẫn không thể tạo ra những cơ hội thực sự nguy hiểm. Hậu vệ Guilherme Arana đã tiến rất gần tới việc cân bằng tỷ số khi cú sút của anh đã bị phá ra ngay trên vạch vôi chỉ sau bàn thắng của Paraguay vài phút. Tuy nhiên thì đó cũng là một trong số rất ít những tình huống mà Brazil thực sự uy hiếp được khung thành của đối phương. Và kể từ đó thì Paraguay đã hoàn toàn chủ động trong việc phòng ngự và giữ vững tỷ số 1-0 cho đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Brazil có những ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới như là Vinicius Jr., Rodrygo Goes hay là tài năng trẻ Endrick, nhưng tất cả đều im lặng một cách kỳ lạ trong trận đấu này. Vinicius Jr., cầu thủ đang có phong độ cao tại Real Madrid, đã không thể tái hiện sự tỏa sáng của mình trên đấu trường quốc tế. Anh gặp khó khăn trước hàng phòng ngự chắc chắn của Paraguay và dường như bị kìm kẹp bởi chiến thuật phòng ngự số đông của đối thủ. Trong khi đó, Rodrygo và Endrick cũng chẳng khá hơn khi cả hai đều không có được sự gắn kết và sáng tạo như mong đợi. Bây giờ thì chắc công cuộc đòi bình đẳng của Rodrygo cho cuộc đua quả bóng vàng cũng sẽ phải tạm ngừng. Còn thần đồng có phong cách ăn mặc rất giống một huyền thoại Brazil đầu thai ấy chắc cũng đang dần nhận thức được những thiếu sót và phải thực sự vượt qua được nghịch cảnh. Đây là trận đấu thứ tư trong 5 trận gần nhất mà Brazil đã không thể giành chiến thắng, và thất bại này thì càng làm dấy lên câu hỏi về khả năng cạnh tranh của đội tuyển dưới thời huấn luyện viên Dorival Junior. Sau trận đấu, Vinicius Junior thừa nhận rằng việc chơi cho đội tuyển Brazil là một trải nghiệm hoàn toàn khác so với việc khoác áo Real Madrid. Hoàn toàn khác so với chơi cho Real Madrid. Các trận đấu ở châu Âu thì khác, bóng di chuyển từ bên này sân sang bên kia nhanh hơn. Chúng tôi phải biết cách thích nghi để cho mọi người chơi tốt hơn để có thể giành chiến thắng. Vị thế nguồn cảm hứng mới của Brazil cũng không ngần ngại xin lỗi người hâm mộ vì màn trình diễn kém cỏi của mình và đội bóng. Chúng tôi hiểu tình hình hiện tại. Chúng tôi muốn đưa Brazil thoát khỏi tình trạng này bằng mọi giá. Chúng tôi không thể đến đây, mất những điểm số này và chơi theo cách như đã làm. Đây là thời điểm khó khăn, chúng tôi phải tiếp thu mọi lời chỉ trích và trở lại càng nhanh càng tốt để đưa Brazil lên đỉnh cao. Huấn luyện viên Dorival Junior, người lên nắm quyền sau kỳ World Cup 2022 thất bại khi Brazil bị loại tại tứ kết, giờ đây thì đang phải đối mặt với một áp lực khủng khiếp. Chuỗi kết quả tệ hại không chỉ là những con số thống kê mà nó còn phản ánh sự thiếu thốn ổn định trong cả lối chơi và tâm lý của đội bóng này. Với việc chỉ giành được 10 điểm sau 8 trận đấu tại vòng loại, Brazil hiện đang xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng khu vực CONMEBOL, chỉ hơn Venezuela về hiệu số bàn thắng bại. Điều này có nghĩa là nếu không sớm cải thiện phong độ, họ có nguy cơ không giành vé trực tiếp dự World Cup 2026, điều mà bất kỳ người hâm mộ nào cũng không thể chấp nhận. Hàng thủ của Brazil từng được coi là điểm tựa vững chắc cũng đang bị đặt một dấu hỏi lớn. Thủ môn Alisson Becker, một trong những thủ thành xuất sắc nhất thế giới ở hiện tại, đã có một vài pha cứu thua xuất sắc trong trận đấu với Paraguay. Còn bàn thua duy nhất đến từ một pha dứt điểm mà anh hoàn toàn bất lực. Marquinhos được biết đến là trung vệ thép, nhưng cũng không có phong độ tốt nhất khi liên tục bị cầu thủ đối phương kéo đi khỏi vị trí phòng ngự của mình. Điều này càng làm lộ rõ sự bất ổn trong hệ thống phòng ngự của Brazil. Ở tuyến giữa, Lucas Paquetá và Bruno Guimarães đã có những khoảnh khắc sáng chói với khả năng điều tiết và chuyền bóng chính xác. Tuy nhiên, sự kết nối giữa hàng tiền vệ và hàng tấn công vẫn là một vấn đề lớn mà huấn luyện viên Dorival Junior chưa thể giải quyết. Paquetá dù chơi nỗ lực nhưng thiếu sự hỗ trợ từ các đồng đội, trong khi Bruno Guimarães, cầu thủ nổi bật với khả năng phòng ngự và cầm bóng, thì lại không thể giữ được nhịp độ ổn định suốt cả trận và khiến cho những phương án lên công của Brazil thường là bị chậm nhịp, tệ hơn là còn ăn đòn hồi mã thương ngay sau đó. Dù kết quả không tốt và cho đến hiện tại thì những nỗi lo chỉ đang nhiều thêm, nhưng Brazil vẫn còn thời gian để xoay chuyển tình thế. Đội bóng sẽ đối đầu với Chile và Peru trong những trận đấu tới và đây sẽ là cơ hội để họ tìm lại phong độ trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Tuy nhiên, vấn đề mà huấn luyện viên Dorival Junior phải đối diện không chỉ nằm ở việc điều chỉnh chiến thuật hay là thay đổi đội hình ra sân. Brazil cần khơi dậy tinh thần chiến đấu, sự tự tin và gắn kết trong nội bộ của đội bóng này. Nếu không thể giải quyết những vấn đề này, tương lai của Seleção trong chiến dịch vòng loại sẽ tiếp tục trở nên mờ mịt. Và dù có vượt qua vòng loại đá đấm như thế này, thì liệu có ai tin vào khả năng họ sẽ cạnh tranh thực sự ở đấu trường World Cup? Đã từ lâu, Brazil chẳng được coi là ứng viên vô địch ở sân chơi cấp độ toàn cầu này. Và cho đến nay thì dù sớm trước 2 năm, người ta vẫn chưa thấy những tia hy vọng mới ở hậu kỷ nguyên Neymar ở đâu cả. Đành rằng phong cách chơi bóng phải nhường chỗ cho thành tích chung, nhưng mà đến thành tích còn tệ hại thì không biết là có bất cứ một lời bào chữa nào cho Brazil trong giai đoạn này đây. Thế hệ được cho là đáng xem cuối cùng của Brazil, bao gồm những cầu thủ như Neymar Jr., đã bắt đầu có những dấu hiệu lùi vào quá khứ. Và giờ đây thì nhiệm vụ lớn lao được đặt lên vai của những cầu thủ nòng cốt như Vinicius Jr. hay là Rodrygo. Những thất bại gần đây của Brazil là một lời nhắc nhở rằng quá trình chuyển giao thế hệ là một nhiệm vụ đầy thách thức và không thể diễn ra suôn sẻ ngay lập tức. Vinicius có thể là cầu thủ hay nhất tại Champions League, có thể khiến cho bóng đá châu Âu phải sục sôi từ những pha bứt tốc bên hành lang cánh. Rodrygo thì dù ít có những khoảnh khắc cá nhân nổi bật như vậy hơn, anh vẫn kết hợp với người đồng đội Vinicius qua biết bao mùa giải để trở thành cặp bài trùng mà huấn luyện viên Carlo Ancelotti luôn tin tưởng. Vấn đề là như bản thân số 7 của Real Madrid đã đề cập, bóng đá đội tuyển quốc gia hay bóng đá Nam Mỹ có sự khác biệt lớn so với những gì diễn ra ở lục địa già. Nhưng biết sao được, nếu một cầu thủ xứ Samba lại gặp vấn đề ở chính khu vực mà mình xuất thân, vậy thì câu hỏi về thứ DNA Brazil thực sự, nó đi đâu mất rồi? Bóng đá hiện đại thì đòi hỏi tốc độ và sự đa dạng, linh hoạt là điều mà Brazil dường như chưa thực sự làm tốt dưới thời của huấn luyện viên Dorival Junior. Nếu muốn trở lại với đỉnh cao, đội tuyển Brazil không chỉ cần dựa vào những cá nhân xuất sắc mà còn phải xây dựng một hệ thống chiến thuật rõ ràng, linh hoạt và phù hợp với lối chơi hiện đại. Với việc World Cup 2026 đang đến gần, Brazil không còn nhiều thời gian để thử nghiệm và điều chỉnh. Các đối thủ trong khu vực Nam Mỹ, đặc biệt là Argentina và Uruguay, đang ngày càng mạnh mẽ hơn. Nếu Brazil không nhanh chóng tìm lại phong độ, họ có thể sẽ phải đối mặt với một kỳ World Cup đáng quên, và đó chắc chắn là điều mà không ai muốn nó xảy ra cả.